hai nam thanh niên điều khiển xe máy bị một chiếc xe tải ép ngã vào lề đường, khiến một người tử vong, người còn lại bị thương nhẹ. Vụ tai nạn xảy ra chiều ngày 18 tháng 5 trên quốc lộ 14, đoạn qua ấp 4, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, Bùi Văn Chiến, 18 tuổi, ngụ ở xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, đã điều khiển xe máy mang biển số 66B1-50521, chở phía sau là anh Nguyễn Thanh Hiếu, 21 tuổi, ngụ ở xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, lưu thông trên quốc lộ 14, hướng đi từ tỉnh Đắk Nông đi thành phố Hồ Chí Minh. Đến cầu 11 thuộc ấp 4 xã Đồng Tâm, cùng lúc này một chiếc xe tải lưu thông cùng chiều đến sát cầu 11, ép hai thanh niên điều khiển xe máy vào lề đường, khiến Chiến mất lái, cả người và xe ngã văng sang lề đường. Cú ngã mạnh khiến Nguyễn Thanh Hiếu ngồi phía sau bị thương nặng và tử vong ngay sau đó. Bùi Văn Chiến chỉ bị thương nhẹ, chiếc xe máy hư hỏng. Cảnh sát giao thông công an huyện Đồng Phú đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.